Một nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí JAMA Oncology đã kiểm tra nguy cơ ung thư đại trực tràng ở những người béo phì hoặc thừa cân trong khoảng thời gian nhiều năm. Nghiên cứu này là một nghiên cứu bệnh chứng dựa trên dân số và được dẫn dắt bởi Xiangwei Li, MSc, từ Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Đức thuộc Bộ phận Nghiên cứu Dịch tễ học Lâm sàng và Lão hóa của Heidelberg. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu trong nghiên cứu này đã thu thập chiều cao và cân nặng tự báo cáo từ những người tham gia theo mức tăng dần trong 10 năm bắt đầu khi những người tham gia 20 tuổi. Có hai nhóm người tham gia, 5.635 người bị ung thư đại trực tràng và 4.515 người tham gia vào nhóm đối chứng. Độ tuổi trung bình của những người tham gia trong cả hai nhóm là 68 tuổi. Và có nhiều nam hơn nữ trong cả hai nhóm. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng một người thừa cân hoặc béo phì càng lâu thì tỷ lệ phát triển ung thư đại trực tràng của họ càng tăng lên đáng kể so với những người có trọng lượng cơ thể bình thường. Nguy cơ ung thư đại trực tràng ở những người béo phì mãn tính này tương đương với nguy cơ ung thư gia tăng ở những người nghiện thuốc lá nặng. Đồng tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ Hermann Brenner, MD, MPS cho biết, thừa cân và béo phì có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng mạnh hơn so với đề xuất của các nghiên cứu trước đó thường coi trọng lượng cơ thể chỉ ở một điểm duy nhất thời gian. Brenner cũng gợi ý rằng nguy cơ gia tăng đối với người béo phì và thừa cân này cũng có khả năng áp dụng cho các bệnh ung thư khác. Brenner nhấn mạnh những nỗ lực ngăn chặn sự phát triển của chúng trong thời thơ ấu, thanh thiếu niên và thanh niên là đặc biệt quan trọng. Một giáo sư tại trường Y Harvard và bác sĩ ung thư tại Viện Ung thư Dana-Farber Kinney Ng, MD, MPS, cho rằng tình trạng viêm mãn tính và kháng insulin ở những người béo phì là những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ ung thư. Một hạn chế của nghiên cứu này là những người tham gia nhớ lại trọng lượng của họ ở những thời điểm khác nhau trong cuộc sống của họ thông qua các biện pháp tự báo cáo. Có thể cho phép sai sót khi nhớ lại chính xác trọng lượng. Tiến sĩ Ng cho biết kết quả chính xác hơn có thể thu được nếu một nghiên cứu theo dõi những người từ thời thơ ấu và ghi lại trọng lượng của họ tại các thời điểm cụ thể khi chúng xảy ra. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!